Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc báo của báo tuổi trẻ online. Làm trứng gà giả ở Trung Quốc Ngày 31 tháng 3, nhiệm Vĩnh Hưng ở huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã ra đầu thú cơ quan công an sau 3 ngày bị truy nã. Lời khai của người này về công thức sản xuất loại trứng gà giả đã làm trúng trọng dư luận Trung Quốc. Nhiệm Vĩnh Hưng đã trốn khỏi địa phương một ngày sau khi báo tế lỗ buổi tối và trần hành vi sản xuất trứng gà giả của ông ta trên mặt báo vào ngày 27 tháng 3. Tác giả bài báo là một phóng viên của báo Tế Lỗ buổi tối, đã từng giả làm học viên trong lớp dạy cách làm trứng gà giả của Hưng. Trứng gà dai như cao su Cũng trong ngày 27 tháng 3, Tân Hoa Xã đưa tin một người họ trương ở thành phố Tế Nam Sơn Đông phản ảnh mua phải loại trứng gà khi luộc lên không ăn nổi vì nó dai giống như cục tẩy cao su của học sinh. Nguồn tin Tân Hoa Xã còn cho biết, thông tin trứng gà giả đã xuất hiện ở Trung Quốc từ năm 2005. Tuy nhiên, cách làm thì không ai biết. Theo Báo Thanh niên Bắc Kinh, từ cuối tháng 2 2009, người dân khu vực thành thị như Hạ Môn, Phúc Kiến, Hợp Phị, An Huy, Vận Thành, Sơn Đông, Thanh Đảo đã phản ảnh lên cơ quan giám sát chất lượng địa phương thông tin. Họ mua phải loại trứng gà rất kỳ quái. Loại trứng này khi còn tươi trông như trứng gà thật. Tuy nhiên khi nấu chín thì lòng trắng và lòng đỏ trở nên rất cứng và dai như cao su, thậm chí có thể tung hứng như quả bóng bàn, hoặc khi đạp ra, làm đỏ trứng gà vẫn còn dính chặt với lớp vỏ trứng. Ngày 17 tháng 2, chương trình tin buổi trưa của đài truyền hình Thâm Quyến, chiếu cảnh nhân viên kiểm tra của cơ quan giám sát chất lượng thực phẩm thành phố Hạ Môn tiến hành kiểm tra nguồn trứng tươi đang tiêu thụ ở thị trường này. Đoàn phát hiện trứng gà giả đã có mặt ở các quầy bán trứng tươi. Bản tin này còn quay cảnh một lớp học đào tạo làm trứng gà nhân tạo ở huyện Phận Thành, tỉnh Sơn Đông, nơi bà Diệm Vĩnh Hưng ra đầu thú. Đoạn phim có lấy ý kiến của ông Hà Vĩnh Thành, giáo sư khoa sinh vật, hóa học thuộc Trường Đại học Trung Văn, Hồng Kông. Ông cho biết, những loại hóa chất dùng làm trứng gà giả, tuy cơ bản không phải là chất độc, nhưng nếu sử dụng lâu dài thì không biết được hậu quả đối với sức khỏe con người như thế nào. Giá chỉ bằng nửa trứng gà thật. Báo Văn Hối cho biết, vào ngày 27 tháng 3, các cơ quan chức năng huyện Vận Thành đã lập tổ điều tra nơi ở của Hưng và tịch thu một số nguyên vật liệu mà y đã dùng để làm trứng gà giả. Một người thuần thục ngày có thể tự làm từ 3.000 đến 4.000 quả trứng trong một ngày với giá thành chỉ bằng một nửa trứng gà thật. Báo Văn Hối Hồng Kông còn cho biết thêm, Hưng từng đề nghị học viên, tức là phóng viên báo tế lễ buổi tối, đi tìm đầu mối hợp tác với các trang trại nuôi gà trong địa bàn để trộn trứng gà giả với trứng gà thật đem bán ra thị trường kiếm lời. Ngày 6 tháng 4, Tân Hoa xã đã đưa ra một số chỉ dẫn để phân biệt trứng gà giả và trứng gà thật cho nhiều người tiêu dùng. Màu sắc vỏ trứng giả sáng hơn so với vỏ trứng thật nhưng không rõ ràng lắm. Khi lắc trứng gà giả sẽ có tiếng động khô. Trứng thật khi ngửi có mùi hơi tanh nhưng trứng giả thì không. Rất khó sản xuất trứng gà giả. Trao đổi với báo tuổi trẻ chiều ngày 7 tháng 4 ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định. Đến thời điểm này, Cục Chăn nuôi chưa hề nhận được thông tin nào, cũng như chưa hề có bằng chứng cho thấy có thể sản xuất được trứng gà giả. Theo ông Sơn, khoảng 4 năm trước đã rộ lên tin đồn ở Trung Quốc sản xuất được trứng gà giả và sản phẩm này đã xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên sau một thời gian thu thập, tìm hiểu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi đó khẳng định đó chỉ là tin đồn nhảm thông tin Trung Quốc làm được trứng gà giả, nếu có thì cần phải được kiểm chứng chắc chắn và phải có bằng chứng cụ thể. Hiện chúng tôi chưa hề nhận được thông tin nào về trứng gà giả và cũng chưa nhận được báo cáo nào cho thấy trứng gà giả xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Ông Sơn nhấn mạnh. Đứng ở góc độ chuyên môn, ông Sơn giải thích. Về thành phần quả trứng, từ vỏ, lòng trắng, lòng đỏ, có thể làm được bằng cách chất nhân tạo, tương tự như trứng thật. Nhưng về tạo hình thì cực khó, phải tạo vỏ trứng giống hạnh tạo một lỗ khích trên vỏ để đưa lòng đỏ lòng trắng vào mà lòng đỏ phải nằm trong và lòng trắng bao bọc ở ngoài giữa các lớp này lại có một lớp màng mỏng bọc lấy lòng đỏ lòng trắng đây là việc cực khó không thể làm được thậm chí nếu có làm được thì chi phí cũng rất đắt thực tiễn chưa thấy có chuyện sản xuất trứng gà giả đưa ra thị trường nhóm phóng viên báo tuổi trẻ thực hiện theo tân hoa xã văn hối hàng châu tế lễ buổi tối người đọc ái hòa.